bắt giữ kịp thời nam thanh niên mang phóng lợn đến nhà người yêu có nồng độ cồn trong máu. Ngày 12 tháng 8, Công an tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng Công an huyện Vĩnh Thạnh vừa phát hiện tạm giữ đối tượng vi phạm nồng độ cồn, mang theo hung khí nguy hiểm lưu thông trên tuyến DT637 thuộc khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh. Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 10 tháng 8, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Vĩnh Thạnh phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy mang theo phóng lợn lưu thông trên đường. Tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, tuy nhiên đối tượng này không chấp hành, tăng ga bỏ chạy về hướng xã Vĩnh Hảo. Đối tượng bị tổ công tác dừng phương tiện tạm giữ vật nhọn dài khi di chuyển đến đoạn đường thuộc thôn Định Trị, xã Vĩnh Hảo. Qua làm việc, đối tượng khai tên DVNL, sinh năm 2007, trú xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai, đến huyện Vĩnh Thạnh thăm người yêu quen qua mạng, thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Thông tin từ phía Công an huyện Ca Bang, Gia Lai cho biết, xe máy biển kiểm soát 81AF02749 mà L đang điều khiển là xe của bà Đinh Thị Nghiên ở huyện Ca Bang bị mất trộm trước đó. Qua kiểm tra, L vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, không có giấy đăng ký xe. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên. Do đó, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã bàn giao L cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.